Chào mừng các bạn đến với kênh Select TV. Các bạn thân mến, thì một cây dâm bụt có giá là đến gần 100 triệu đồng, các bạn có tin được không ạ? Rất là khó tin phải không ạ? Nhưng mà điều này thì đang có thật ạ. Cây dâm bụt mà mình đang nhắc đến hiện tại đang nằm ở vườn hoa kiển Hưng Lợi, nằm trên đường vành đai DT848 thuộc ấp Khánh Nhân, xã Tân Khánh Đông. Bây giờ mời các bạn cùng tham quan và chiêm ngưỡng cái cây dâm bụt có 102 này nhé. Vâng ạ, người đang sở hữu cây dâm bụt hàng chục năm tuổi này đó chính là ông Nguyễn Văn Út, chủ cơ sở hoa kiển Hưng Lợi, nằm trên đường vành đai DT848 thuộc ấp Khánh Nhân, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc. Thì theo chia sẻ của chú Út thì cây dâm bụt này thì được chú mua từ một cái nhà vườn trồng kiển ở tỉnh Vĩnh Long, mang về thành phố Sa Đéc cách đây được khoảng một tháng. Điểm đặc biệt của cây dâm bụt này thì nó có tuổi thọ lên đến hơn 60 năm tuổi rồi các bạn. Hiện tại thì chiều cao của cây đã khoảng 4 mét, và bề hoành của gốc thì khoảng 70 cm. Cây thì được tạo dáng theo năm chi, và tán cây thì được cuốn xòe rộng khoảng 2 mét. Cây dâm bụt này là cây dâm bụt cánh đơn, tức là những cái cây dâm bụt mà hồi trước giờ người dân mình thường trồng để làm hàng rào đó các bạn. Nhưng mà để có một cái cây dâm bụt mà nó có được cái chiều cao và cái độ lớn như thế này thì cũng đòi hỏi kỳ công của người trồng, đúng không ạ? Mặc dù là một cái cây quang được trồng ở cái hàng rào qua cái bàn tay khéo léo chăm sóc uốn tỉa thì đã tạo ra một cái cây dâm bụt có giá trị cao gấp nhiều lần. Bây giờ để các bạn hiểu thêm, hiểu rõ hơn về cái cây dâm bụt này thì mình sẽ gặp chú Út để hỏi thêm một số vấn đề liên quan đến cây dâm bụt này nhé. Cây này là của chú họ trồng hồi nhỏ tới lớn hả chú? Mua về? Mua về. Mua lâu chưa? Mua được tháng này hả? Ừ, tháng. Cây là chú mua ở đâu? Ở dưới Bình Tân á. Bình Tân của Vĩnh Long mình đấy. Vĩnh Long. Sao chú biết có cây này mà chú mua? Tại vì có người ta chỉ á, ta chỉ mấy đứa nó đi săn nó gặp. Chú thấy cây này có gì đặc biệt mà chú mua về? Của cháu nó tại vì cây này của người cháu nó gặp thì nó thấy đẹp nó mua nè. Ở làng qua mình có cái cây nào mà nó vậy không hả chú? Không, làng qua này không có cây nào gì hết. Cây này nó là cây dâm bụt ha? Ừ, dâm bụt. Cây này nếu mà tuổi thọ nó khoảng nhiêu tuổi hả chú? 50-60 năm rồi. Là mình trồng từ nhỏ đến lớn rồi mình uống hả? Uống. Cây này giờ chiều cao nó khoảng nhiêu mét hả chú? 4 mét. 4 mét hả? Mười hoành nãy chú nói là khoảng nhiêu? 70. Gốc 70. 70. Cây này giờ giá thị trường là khoảng nhiêu hả chú? 90 triệu ha. Chú kêu giá chưa? Rồi, tại có người ta trả 80 mà. Người ta 80 rồi mà đồ cho 90 mới bán ha. 90 giết giá 90 mới bán. Cây này nó dâm bụt thường rồi hả chú? Dâm bụt thường, dâm bụt của mình đó. Nó ra bông quanh năm hả? Quanh năm. Nó ra rồi giờ nó bút quả hết trơn, nhóc hết trơn. Đó cái lá nó nhỏ. Lá nó nhỏ. Dưới mới về mình chưa có giải phân. Cho nó tỉnh rễ nó bò ra mới giải phân đồ xịt thuốc đồ lên nó mới. Mới bén bén à. Nay tỉnh rồi. Ở dưới là con cây này chứ đâu có nhiều hả? Ừ, con cây một mà. Cái người mà hỏi mua chú là ở đâu? Ở Tây Ninh. Tây Ninh là hả? Để vận chuyển về đây thì mình cần phải bao nhiêu người để mà mình vận chuyển? Cho cẩu lên 2 người là được rồi. Cái này đâu, cây này đâu có thiên tai nổi đâu, cẩu.
cây dâm bụp này thực ra thì giá trị nó không cao, nhưng mà do cây này nó dạng cổ hả? Lạ không? Giá trị nó không cao nhưng mà nó cổ. Theo chia sẻ của chú thì những ngày qua cũng có khá đông người dân và thương lái đến đây cũng khá là tò mò và thích thú với cái cây dâm bụp này. Thì cũng đã có người ngã giá 90 triệu đồng rồi nhưng mà chú Út chưa có đồng ý bán. Thì nếu mà các bạn có dịp đi trên cái đường vành đai DT848 hoặc là có dịp đến làng Hoa Sa Đéc thì các bạn có thể đến đây để mà tham quan cái cây dâm bụp cổ thụ có 102 này nhé. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh để nhận những video mới nhất của chúng tôi nhé. Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ nhấn like và nhấn đăng ký kênh để xem những video mới nhất của chúng tôi nhé.